Con hồng kê của bộ yếu thế quá rồi. Ai tấn công lại con? Tấn công lại con? Tấn công ở ở đó đó vậy đó nghe luôn con. Con hồng kê của bác phải không bác hai? Chứ sao không? Trời ơi, con này đó nha, con cái miếng hồi phước của nó thần tình cả một quan rồi đó. À, vậy bác chấp đi để có ăn nhiều hơn. Trời ơi, tôi hết tiền rồi cậu ba. Nè, cháu cho bác mượn 2 quan 4 cắt à. Trời ơi, vậy điệu quá. Thắng xong tôi chia cậu phân nữa nè. Thôi, trả vốn rồi, chấp đi. À, bây giờ vậy nha. À, chấp con phượng hoàng 40 xu. Ăn 7 thua 10 có ai bắt không? Nè, bắt không? À, chấp nữa đi, chấp lên đi. À, bác chấp vậy mới có người bắt chứ. À, chấp lên thấy không? Bây giờ vậy, con hồng kê thắng con phượng hoàng. Tôi chấp 6 ăn 10. Thua 4 cắt, ai ăn? Ăn 2 cắt tư thôi, ai bắt không? Bắt liền, bắt liền. Ê, sầu mặn à, sầu mặn à. Vậy chứ sao, vậy chứ sao, đúng lực giang hồ, đừng lo. Đá nó con, đá trên mẹ nó. Trời ơi, chết tôi rồi, cậu ba ơi, con hồng kê của tôi nó rót rồi. Biết rồi ha, không bao giờ nó chịu ở nhà, ngày chỉ tối cứ te rẹt ngoài đường xá không ha. Làm gì mặt mày biết sĩ vậy? Bộ bị gà đá nữa rồi phải không? Tức muốn bể bụng luôn à? Gì vậy? Trời ơi, mắc cái chân gì mà bữa nay con hồng kê nó không dùng miếng sở trường hồi cước nên tôi mới bị trút túi. Còn cơm nguội không bà? Bà cho tôi một chén ơi, mới giờ có ăn uống gì đâu. Thiệt tình là ông không có thương vợ thương con gì hết trơn á. Bao nhiêu tiền bạc ở trong nhà ông dơ dét đi chơi đá gà, bỏ mặt vợ con ông chạy tầng chạy sở lo sinh sống ở trong cái gia đình này. Bà đừng nói vậy, chứ tôi thương bà lắm chứ. Ông thương bà thì đâu có con chắc với con lép. Đứa nào đứa nấy cũng 10 mấy 20 tuổi đầu rồi. Tôi thương bà từ lúc bà còn là đứa con gái ham chơi trò bán quán kìa. Ôi, mới ở đây á mà đã mấy mươi năm rồi đó ông. Còn bây giờ thì tôi đã hết cốt hết gân, còn bà da mặt đã dùng nhăn. Đời con người ta ôi ngăn ngủi làm sao. Thời chúng mình là đáng qua, theo luật trời đã định, bây giờ hai vợ chồng mình lo cho lốt trẻ sau này. Con chắc đã có chồng yên thân, tội nghiệp con lép còn dở dang. Con lép vô phúc bị khạch thùng, không ai hỏi không ai ngó ngàng. Con nhỏ khất khùng ngộ ngộ là do tại nơi ông. Tại bà chứ tại tôi ha. Gì tại tôi? Lúc con 5-6 tuổi gì đó, bà đòi uống nước dừa rồi tôi mới leo lên tôi hái tôi quăng xuống. Bà không chịu chụp, để trái dừa rớt ngay đầu con nhỏ chết giấc. Chừng nó tỉnh dậy khùng khùng luôn tới bây giờ. Chuyện xưa đã lỡ rồi, ông nhắc á, nó nghe, nó biết rồi, nó buồn, nó tội nghiệp chúng nhỏ. Thiệt tình mà, con chúng mình không có đứa nào mà có phước hết trơn trọi. Con em thì vậy, con chị nó lịch sự lịch sàng vậy mà phải lấy thằng chồng ngốc. Số nó vậy, nó phải chịu vậy, than thở cũng chẳng có ích lợi gì đâu ông ơi. Ê kìa, vậy? Mới nhắc lép nó về kìa. Tía. Vậy? Tía ơi, tía nghe con nói cái này nè. Tao đang nói chuyện đời xưa với mẹ mày, vô đây phá đám hàng chi đây? Con không có phá đám tía đâu. Tía ơi. Hả? Con sao con? Gì cười? Con muốn chồng quá à. Có chồng cho con đi tía. Có chồng cho con đi tía. Lép. Trời đất ơi. Lép ơi là lép. Mày muốn chồng mà mày nói trắng trợn vậy đó hả? Hồi tao còn con gái, trăm tuổi của mày, tao nghe ai nói hai tiếng
vợ chồng là đỏ mặt tía tay, mắt cỡ chạy ngay không dám ngó ai. Nó nói không sượng không sùng cái miệng, con gái đời nay thật thà quá tay mà. Muốn chồng mà có gì đâu quá tay. Hồi đó má con cũng muốn chồng vậy. Không muốn chồng làm sao có tía. Trời ơi. Phải không tía? Thôi nết. Nó nói vậy mà nó cười được à? Tao đâu có vừa chạy vừa la bài hải như mày vậy. Trời ơi tía ơi, tía ơi, con muốn chồng quá tía ơi. Trời ơi, tao nói thiệt nha, nghe có giống ai hết trơn á mày. Má con không phải vậy đâu con. Vậy chứ sao? Hồi đó má con muốn chồng chỉ nằm đêm khóc thút thít, rên rỉ đủ mình nghe thôi. Không này đừng. Má rên vậy nè. Sao? Cha mẹ ơi, con muốn chồng quá cho mẹ ơi. Không này. Chứ đâu phải như mày quan quan cái họng như cái mỏ bè vậy. Thôi đi ông ơi. Vậy. Ông đừng có nói xấu tôi trước mặt con cái nhiều. Má nói muốn chồng mà xấu cái gì? Nếu xấu sao má chịu có chồng. Trời ơi mày cười nữa hả? Mày làm ơn mày im cái miệng của mày lại một chút được trời mày. Trời ơi là trời, nói vậy buồn hay lắm, sao mày bô bô cái họng hoài vậy? Trời ơi, bị tía với má la rầy hoài à. Nói cái gì cũng là con tuổi tân quá à. Trời ơi, nó hết cười đã rồi nó khóc khổ ghê không? Trời ơi, mày khùng điên biết cái gì mà tuổi thân á. Cái thân của con thua con nhai bén. Nhai bén còn có được con cốc làm chồng. Con cốc của sâu xa da dẻ nổi sân, nhưng cũng là chồng của nhai bén. Bà gì nữa? Bà biết nó muốn nói gì đó không? Thì nó nói có cái thằng nào xấu như con cóc thương nó đó chứ gì. Ôi nó nói con cóc con nhai còn có chồng có vợ, huống chi nó là con người, nó phân bì đó. Ôi ông ơi, cóc nhái là con vật, biết cái gì mà làm chồng làm vợ không biết nữa. Biết chứ mẹ. Biết sao đâu, nói cho tao nghe coi. Kêu với dụng tre ngâm, với dụng tre ngâm. Tai nghe là nghe em bầu, tai nghe là nghe em bầu. Âm thầm y a nhớ ai, âm thầm y a nhớ ai. Ông ơi ông, đúng là con nhỏ này nó van rồi ông ơi. Sao tôi nghe muốn điếc rai. Điếc rai, đâu nghe nó nói gì đây. Cóc trên nằm nhai mồ côi bấy lâu, chàng yêu nó bèn đi hỏi. Nhai lắc đầu chẳng ưng, lắc đầu chẳng ưng. Con nhai nằm ở sau lưng, nó kêu là kêu cái ẻo. Biểu ưng là ưng cho rồi, cứ ưng cho rồi. Bầu chờ ai chứ ai chờ bầu, chớ tại làm sao lấy chồng chẳng ham. Mày muốn được làm con nhái bén lắm phải không con? Con muốn được như con nhái bén. Có chàng cốc kêu dưới tre ngâm, tiếng kêu như quang như thang âm thầm yêu nhai. Con cũng muốn được thương một chàng trai như cốc, nhưng làm cao ngoảnh mặt, để cho cốc chết vì tương tư thương nhớ âm mà thầm. Lỡ làm cao để cốc chết, con phải thương cốc đi tựa như chồng. Có con chàng hiu nhảy lên an ủi, làm cho lòng dạ cũng xuống sang. Bỗng có con ếch nằm ở trong ngang, nó kêu kêu ẻo, nó biểu ưng chàng hiu đi nhái ơi. Hơi đâu mà khổ tiếc chi cốc xuôi da, đừng có làm cao té thêm lần nữa. Ô
cũng nghe mày nói ếch nhai ẩn ương chằng hiu cóc tùm lum sao con mệt cái lỗ tai quá. Ôi đó, nói chuyện không đầu không đuôi nghe hoài nó bực tội lắm. Bực cái gì? Chị hai có chồng ngốc còn đỡ đỡ hơn con cứ ở vậy không chồng. Đỡ đỡ cái thằng cha mày hả cha? Đỡ tao sẽ bắt chị mày gả cho thằng khác bây giờ. Trời ơi, nhưng mà cái con chắc nó chịu bỏ chồng á làm sao? Tôi cương quyết, cương quyết buộc con chắc phải bỏ thằng chồng ngu. Không có được nè nghe, tôi không có được là không có được à. Chị hai bỏ ngốc con lượm về con phủi sạch để mà xài lại. Chồng có kiếm chứ dư giả gì đâu mà bỏ. Anh hai thì ngốc, còn con thì khùng khùng, xứng lứa vừa đôi. Trời ơi, nó điên quá rồi, tôi chịu hết nổi rồi ông ơi. Nè, con qua chị hai liền bây giờ. Chị dạ? Con dặn chị á, chừng nào chị bỏ chồng nói trước cho con tính. Tính cái mụ nội mày chứ tính. Ai? Chửi phải không? Chửi tôi đi liền. Khùng khùng vậy chứ nói trên đầu trên cổ người ta không à. Ông à, hả? Bây giờ ông tin bắt con chắc lại rồi ông gả cho ai vậy? Gả cho cậu ba trai con của cai tổng. Đúng là già xanh tật đất xanh cỏ. Ông quá ham mê đá gà cờ bạc. Bao nhiêu tiền của tôi ông cúng trong những trận đá gà. Có ngày bị bắt bỏ tù cho coi. Đủ chưa, là cậu ba trai quay về ai dám bắt tôi bỏ tù. Hồi đó đến giờ vợ chồng ta đã hiểu lầm cậu ba trai. Tuy là con ông cháu cha nhưng mà rất điệu. Hôm rày tôi đã lỡ thua, cậu đã cho mượn bộn bàn. Cậu Phật ơi, cậu nói rằng cậu cho luôn á. Cậu ba trai văn bẫy rập để ông vướng vào thân. Rồi ông giải quyết vội vàng gả con chắc chú là rối ông coi. À, tôi bắt con chắc gả cho cậu ba trai là gỡ rối chứ không phải là làm rối, bà biết không? Bà thấy mà, lúc này tôi khổ quá mà. Con tôi á, có đứa nào nó nuôi tôi không? Còn bà chỉ lo cho tôi ngày hai bữa cơm. Rượu thì bữa có bữa không, nên tôi phải đi đá gà để kiếm chắc xài riêng chứ. Nhờ đi đá gà mới quen lớn được với cậu ba. Quen lớn như vậy cậu ba mới thương tôi, cho tiền tôi tiêu xài trong lúc thiếu thốn. Đàn bà chỉ biết một mà không biết hai. Nhưng mà con chắc có thể vì sợ ông cho nên nó ưng. Nhưng mà liệu chồng nó có chịu làm thinh để cho ông bắt vợ nó gả cho người khác không nữa chứ? Ôi thằng nó ngốc biết cái gì. Người ta ho tiếng nó giật mình mặt mày xanh lét rồi bà ơi. Thôi đi ông ơi. Nó đây nè, tôi hỏi. Hỏi gì? Nó dám chống lại với cậu ba con cai tổng quyền thế không? Tôi sợ có chuyện lâu thôi nên tôi nói vậy thôi. Mà bà ông làm gì mà dữ vậy không biết nữa. Làm chồng bà chứ làm gì. Quỷ sứ mà. Vào chơi dưới trời mây, tìm xem khắp trần gian, còn ai có bằng tôi, sợ vợ như sợ chăng. Ngày đêm trắng tiếng rầy la, ngoài sân quét sạch trơn, vài đôi nước đầy lu, dọn chuồng để tắm heo. Nước nay đã sôi, cuối đã kè xong, biếu tươi dân con, cung dân lời ngài. Và rồi mùa đông sương lạnh về, giờ sai đi kiếm cuối cũng phải dâng. Vì tôi muốn bình yên sẽ được vui. Vợ ơi hiểu dùm tôi,
giờ kêu thì giá bấm bà con đây. Đống củi bữa hết chưa? Anh ca hát cái gì vậy? Chẳng thà vợ biểu tôi gánh nước chứ biểu bữa củi mỏi tay quá. Nè, hai bàn tay chai hết trơn rồi nè. Người ta biểu gánh nước thì anh than mỏi vai, biểu bữa củi thì than mỏi tay. Anh không có phụ được cái việc gì cho vợ hết à? Có cho, có phụ cho. Tôi phụ với vợ ví dụ ăn đó. Ý vợ mua cái gì đó? Gạo hả? Nấu cơm ăn đi vợ, đói quá à. Muốn ăn cơm á thì súng nhau nấu chứ. Anh nhúm lửa nè, tôi rửa nồi vo gạo. Bộ ông nội tôi hay sao mà bắt mình tôi nấu cho anh ăn vậy? Ông nội sao không có rau? Không có rau làm sao làm ông nội được? Trời ơi, thiệt đúng là khùng mà. Anh không cưng vợ cái gì hết trơn á. Có chứ, có cưng vợ chứ, cưng nhiều lắm mà. Nấu nồi cơm mà cũng sanh nảnh với người ta mà cưng cái gì? Thương vợ đâu có phải như vậy. Chứ thương sao? Vợ nói đi, tôi làm theo liền à. Họ cưng vợ họ làm sao đó, nói cho tôi nghe, tôi bắt chước. Muốn cưng vợ thì ngày đêm dáng trời cao, vợ nhà đừng có phụ tôi. Cầu xin chẳng có một ai để lòng mà thương vợ tôi. Một mình ngóc này thôi, ngày đêm thương vợ con. Phải mai sắm cho tôi nè áo bông với áo cẩm chuông, màu dưa cải màu tím ve chai, sắm thêm một cái sắp tay. Dù thì hai ba cây vòng vàng cà rá sáng chuông. Dẫn vợ đi coi hát chơi, giảng hát thì đi ăn cao lâu. Vợ còn muốn chi thêm, nói đi ngốc sẽ mua ngay. Chưa đủ đâu, tôi còn muốn bịch trăng vàng nữa. Bịch trăng vàng là có cẩm cơ rô trùng bích gì nữa không? Có chứ sao không. Tôi chịu răng cẩn như vậy lắm đó nha. Tôi cười một cái ha là răng vàng chớp nháy nè. Có đủ lúc bài cào ẩn hiện là đẹp nhất hạng rồi. Còn cái này nữa. Khi nào mà trời nóng nực á, anh phải mai hàng ba kiếp cho tôi bận. Tôi bận vô mát da mát thịt, anh có ôm tôi á cũng nghe mát rượi cái bàn tay hả? Sướng quá. Mua mát hơn nữa, tôi mua cho vợ cái quần xà lõn bận nha. Tôi không chịu vậy đâu. Tôi gì mà bận quần xà lõn hả? Chứ tôi đây thì sao? Chỉ mặc áo vải nhuộm màu vền nâu, quần cao trên gối vẫn tuốt trời đen. Em dùng lá tăm bầu xe buộc em không xài đi đất suốt năm trọn đời. Đường đi xa trở về thế vợ vui, bụng đang rung đòi cơm, cũng tướng đã quá no. Vì gặp vợ tôi nếu anh cưng tôi như vậy, lo cho tôi như vậy á thì tôi không có lấy chồng khác đâu. Tôi có cưng vợ, có lo cho vợ, có muốn mua sắm đủ điều cho vợ để vợ được sang cả như tiểu thơ, như nàng công chúa. Để vợ không lấy anh chồng khác, nhưng mà vợ phải đưa tiền. Vậy là anh khôn lắm. Bấy lâu nay tôi lầm lẫn anh khờ. Anh thương yêu mua sắm cho vợ bằng đồng tiền của vợ đưa ra. Chứ tiền đâu mà tôi sắm, tôi mua. Vợ nói vậy là vợ đã quên. Tôi đòi đi làm mướn làm thuê đem tiền về cho vợ, vợ không cho. Nói rằng tôi khờ khạo, đi làm mướn cho người thì bị hiếp đáp tội cho tôi. Nói chơi với anh vậy thôi, tôi không bắt buộc để anh đi làm nuôi tôi đâu. Nhưng tôi bắt buộc anh á phải khôn. Khôn hả? Ừ. Tôi ngốc lâu năm đóng ten rồi làm sao khôn được.
tôi thích được vợ sai khiến à, không có phải suy nghĩ gì nữa hết à. Trời ơi, anh chịu cho vợ sai khiến để cái bộ não của anh khỏi bị động phải không? Trời ơi, cái tài lười biếng của anh á thuộc về hạng cao siêu rồi đó. Nếu anh muốn vậy hả, nè, tôi ra lệnh cho anh á là anh phải tuân theo, nghe không? Kể từ giờ phút này nè, tôi buộc anh phải rầy mắng vợ. Hả? Ừ. Buộc tôi phải rầy mắng vợ? Ừ. Mẹ ăn đét ơi, tôi không dám làm điều ghê gớm nữa đâu. Anh có mắng vợ mới ra vẻ đàn ông chứ. À, hồi mới ra đời tôi đã là đàn ông rồi. Tôi cần hãnh diện với bà con, được có người chồng biết chửi mắng vợ nè, biết sai biểu vợ, rầy vợ, đánh vợ. Đâu, bây giờ anh làm liền cho tôi coi coi nè. La vợ hả? Ừ. Ờ, vợ biểu mà. Ôi, nói vậy mà cũng nói nữa, phải la cho lớn lên. Biểu à? Dạ, dạ thưa, mình biểu em việc chi? Tôi ra lệnh cho vợ. Dạ, em đang chờ lệnh của mình sai biểu đây nè. Ra lệnh cho vợ phải tuân theo câu này: vợ kêu chồng dạ bẩm bà con đây. Trời ơi, nói cái giọng điệu như vậy đó, nói gì mà yếu xìu à. Phải làm xôm lên. Hạ lệnh xong quá hen là anh phải xôm tới, anh đánh vợ liền, nhớ không? Đánh vợ liền? Ừ. Được không? Thôi để mai mốt đánh nha. Trời ơi, đâu có được đánh liền bây giờ đây nè. Để cho tôi hiểu rằng chồng tôi là một người đàn ông. Đánh rồi có sao không? Không có sao hết trơn á. Nếu anh không đánh á, anh sẽ bị mất vợ đó. Vậy đánh chứ. Đánh vợ. Đánh đi. Đánh rồi đó. Ôi, tôi hỏi anh nè, anh đánh vợ hay là anh phủi bụi cho vợ? Không được, đánh như vậy không được. Đánh lại đi. Nè, đánh cho thiệt mạnh á. Đánh mạnh rồi vợ đau rồi sao? Thì vợ phải đau, vì đã được chồng dạy thì có sao đâu. Đánh thiệt mạnh vô đi, đánh đi. Đánh mạnh ha. Ừ. Đánh mà. Ui da, đau quá. Trời ơi, anh đánh tôi mà tại sao anh lại đau? Vợ bị đánh mà tôi đau, đau gấp mấy chục lần hơn vợ nữa. Anh đánh như vậy đó là còn nhẹ lắm, vợ anh chưa có đau được. Nè, cầm cái búa bữa củi lên đây. Trời ơi, chút nữa bữa đi, tay tôi phòng đau quá nè. Tôi đâu có biểu anh bữa củi nữa đâu, tôi biểu bữa đầu tôi đi nè. Đâu có vợ đâu phải củi đâu, biểu tôi bữa. Đôi khi á, chồng phải bữa đầu vợ như là bữa củi vậy đó, nếu mà vợ đi lấy trai. Hả? Vậy là vợ có lấy trai rồi hả? Anh không bữa đầu tôi á hả? Thì tôi đi lấy trai liền. Nghe bỏ cho bỏ, tôi bỏ liền, tôi bỏ đầu vợ liền. Có thương vợ không? Anh có thể trở thành một người chồng thương vợ rồi đó. Nếu lấy trai à, tôi bữa cái sọ liền á. Trời ơi, tôi nói ví dụ vậy thôi, chứ tôi đã lấy ai đâu mà anh tính anh bữa vô đầu tôi. Thôi, có bộ làm chồng ngốc nó dễ hơn làm chồng khôn. Nếu anh không chịu làm chồng khôn á, thì anh phải mất vợ. Tôi không thể có chồng khờ ngu cứ ru rú ở trong nhà để cho vợ nuôi đâu nha. Cha mẹ tôi cũng vậy đó, cũng sẽ mất mặt vì có thằng rể ù ù cạc cạc như anh vậy đó. Vậy thì chết ngát em còn đâu. Không, em không ngu nữa được. Kể từ bữa hôm nay tôi hứa với vợ là tôi phải khôn. Tôi muốn có một người chồng khôn ngoan để cho tôi được khâm phục. Ăn hiếp chồng nè, có mấy ai khỏi bị tiếng đời chê bai. Tôi phải ráng tập tành làm hùng làm hổ làm quay. Nếu tôi tập có ba tập bung chuột, nếu mà có bậy có sai thì vợ cũng đừng đánh tôi làm tôi đau tội nghiệp. Chỉ dạy lại cho tôi vì tôi tối giả học chẳng được mau. Anh phải học nhiều thứ lắm, học ăn nè, học nói, học gói, học mở. Tôi phải xuất tiền cho anh ra ngoài đời học khôn với người ta. Học gói, học mở khó khăn không ơi, tôi không biết. Chứ ăn với nói cần gì học vợ. Cái lối ăn của anh á, từ xưa tới bây giờ cha ăn hút rồng rột á, là cái lối ăn phàm phu tục tử. Ăn cái kiểu đó không có được đâu. Bộ anh tưởng ăn dễ lắm hay sao mà không học chứ hả? Trời ơi, nói láp ráp chút xíu nồi cơm chín rồi.
ăn cơm hay vậy? Muốn ăn thì dọn ra, rế nồi cơm, bưng mâm bưng chén bưng đũa để trên cái bộ dáng đó. Ý vợ ơi, ăn cơm với cái gì đây vợ? Thì chén muối tiêu đó, bưng ra dọn luôn lên đi. Đói dùng bụng hết trơn hết trời rồi. Trời ơi, ăn cơm thì ngồi xếp bằng cho nó đàng hoàng tử tế, làm cái gì mà ngồi chồm hổm coi cái bộ tướng này sao đau sao đớn vậy hả? Phải ngồi xếp bằng như vậy nè. Trời, xếp bằng ngồi mỏi lắm, cẳng co cẳng xếp được không à? Không được, phải ngồi xếp bằng, ngồi xuống. Trời ơi, ngồi ngay đơ vậy làm sao bới cơm? Anh xoay người sang bên cái nồi cơm anh bới, chứ bộ xoay hai cái chân sao mà anh càng nhằn. Còn đó, còn cái lưng nữa, ngồi thẳng lưng lên coi. Trời ơi, đói bụng muốn rã ruột, sửa bộ ngồi hoài chắc xỉu à. Ăn không cho ăn, đói quá mà. Trời ơi, chưa học cách ăn mà làm sao ăn được. Ăn có gì khó khăn đâu, rồi họ già vô miệng ngay nuốt có gì đâu học. Không học là không biết, làm theo tôi đi nè. Tay trái cầm chén cơm, tay trái cầm chén cơm, tay mặt cầm đôi đũa, tay mặt cầm đôi đũa. Dễ ợt vậy cũng bắt mình học chi không biết nữa nè. Không có dễ đâu nha, giáo đầu bài như vậy đó, nhưng phần sau á, cử động ăn á phải đều đặn nhịp nhàng như nhà binh tập lính vậy đó, biết không? Nói rồi làm theo tôi coi. Khỏ chen cay cốc, khỏ chen cay cốc, đũa gấp đồ ăn, đũa gấp đồ ăn, bỏ nhanh vô chen, bỏ nhanh vô chen, và tém vào miệng, miệng nhai nhóc nhách. Khỏ chen cay cốc, đũa gấp đồ ăn, bỏ nhanh vô chen, và tém vô miệng, miệng nhai nhóc nhách. Khỏ chen cay cốc, đũa gấp đồ ăn, bỏ nhanh vô chen, và tém vô miệng, miệng nhai nhóc nhách, miệng nhai nhóc nhách. Khỏ chen cay cốc, bỏ vô chen, và tém vô miệng, khỏ cay cốc, đũa đồ ăn, miệng nhóc nhách. Khỏ cay cốc, tém vô miệng, nhai nhóc nhách. Khỏ cay cốc, khỏ cay cốc, khỏ cay cốc, khỏ cay cốc, khỏ cay cốc. Trời đất ơi, anh có sao không? Tỉnh rồi. Bài bán như vậy đó mà ăn uống như vậy đó, thiệt là mất thể diện hết trơn á. Tôi có thể diện nào đâu mà mất. Cái tên học trò này vừa tối dạ vừa cứng đầu khó dạy quá đi. Hồi đó tới giờ tôi đâu có ăn cơm với khách đâu mà biết phải ăn kiểu nào cho khách đừng chê. Thôi làm vậy đi, để tôi bưng cơm lên tôi mời khách ăn cơm với vợ đi nha. Anh mời, nhưng mà anh mời làm sao? Mời vậy nè, con vợ mà nói ăn giọng vậy, nói ăn giọng mau đi, còn nhiều bưng xuống bếp cho tôi giọng nữa. Không có được, ngọt quá rồi. Anh nói như vậy đó là khách giận, khách không ăn cơm nữa. Anh phải nói như vậy nè, phải nói làm sao cho có lễ phép, có văn có vẻ, cho ra có học thức đàng hoàng. Văn vẻ, trời ơi, phải chi vợ biểu nói văn nước miếng dễ hơn là văn vẻ. Thôi giờ tôi mời vậy được không nghe? Ăn cơm đi, ăn giùm đi cho nổi. Trời đất ơi, buồn lắm. Mời khách ăn với cái bộ mặt đưa đám như vậy là làm sao người ta dám ăn? Cũng không được đó hả? Không. Bây giờ vui vẻ mời hả? Vui vẻ là cơm sườn của tôi rồi. Rồi vui vẻ mời sao đâu, anh làm thử coi coi. Mời 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 mời. Cầm đũa lên chơi liền. Thôi nín đi. Không được nữa. Anh cười cái giọng như vậy đó là cái cười đó là giả tạo, thiếu thành thật. Khách người ta sẽ hiểu lầm, mình đãi cơm người ta mà mình buồn vì hao tốn, người ta đâu có dám ăn. Vậy thì tôi im lặng mà ăn, mà tự do trang hút. Làm kinh ăn mới được nhiều, ăn mà nói chuyện khách ăn hết làm sao. Mình ăn không bao nhiêu mà hao tốn quá nhiều. Muốn khách vui lòng khi ăn phải bắt chuyện, để được khen anh có duyên ăn nói đàng hoàng. Đôi khi anh phải tỏ ra dũng lượng anh hào, dám bất mãn trước những sự bất công. Bài học này đây tôi không có dám thuộc, gấp tôi là thỏ đế tôi không dám anh hùng. Tôi nói sao để cho khách vui lòng, vợ đề ra cái thí dụ cho tôi nghe. Tôi nghe rồi cái tôi bắt chước tôi bằng theo. Anh cứ nói vuốt đuôi theo khách. Thí dụ như là khách nói nè, bữa cơm này ngon quá à,
anh vước đuôi theo cái tiếng chót á. Dạ, dạ ngon quá chừng, thấy không? Dạ. Rồi anh vừa nói vừa cười như là khen tặng cái lời kia vậy đó. Còn thí dụ nữa nè, như khách nói ơi cái bông này đẹp quá ha, anh phải cười nói dạ cái bông này quá đẹp đó, hay lắm. Như vậy đó là anh thuộc rồi đó. Còn nói cho ra vẻ không hèn nhát ngon lành, mình phải nói làm sao vậy? Hiện nay đó, dân chúng quán ghét hương quản mén trong làng mình lắm. Anh lôi cái tên này ra mắng nhiếc, anh sẽ được khách hưởng ứng khen anh ngon lành, không sợ cường quyền. Vậy anh là anh hùng đó. Vậy là mình chửi lén hương quản hả vợ? Không chửi lén thì cũng như là chửi lén, vì hương quản đâu có mặt ở trong bữa ăn. Chửi lén là em chịu rồi. Có bao nhiêu lời chửi mắng em đem ra em xài hết cho vợ coi nha. Chửi sao đâu, chửi cho tôi nghe thế dùm cho hương quản đi. Nghe, chửi vợ, đi. Vợ nghe tôi chửi nha. Tôi chửi rành lắm. Hương quản mén là con chó què. Ông bà ông giải mày, chó cắn mày, ngựa đá mày, tổ cha tiên sư mày thằng quản, được không vợ? Không được. Hả? Mắng như vậy đó là phàm phu côn đồ. Anh phải mắng bằng văn chương tao nhã. Anh phải chê bai hương quản như vậy nè. Thưa thầy hương quản, thầy thuộc hàng cầm cân nảy mực. Thưa thầy hương quản, thầy thuộc hàng cầm cân cân thịt. Ủa, hương quản bán thịt hả vợ? Cầm cân nảy mực. Nảy. Nói lại đi. Cầm cân nảy bụng. Thuộc rồi, thôi dạy câu khác đi vợ. Cái câu này chưa thuộc á, mà đã đòi học câu khác. Nảy mực mà nói là nảy bụng. Nảy mực hay nảy bụng thì cũng nảy thôi chứ, nhưng mà nảy bụng nó dễ nhớ dễ học hơn á. Rõ ràng là cứng đầu khó dạy hết sức vậy á. Khó dạy, dạy hoài cũng biết à. Thôi dạy tiếp đi. Cái câu này dài nha, không nghe cho kỹ và lặp lại liền cho tôi nghe. Sự bất đắc dĩ. Sự bất đắc dĩ á? Nó bậy. Ủa, nói vậy là nói trật rồi. Người ta nói là sự bất đắc dĩ. Tôi mới nói dạy ông, chứ tôi cũng biết hễ giáo đa thì thành quán. Chứ tôi cũng biết hễ giáo tra thì dài cán. Người ta dạy giáo đa thành quán mà học là giáo tra dài cán. Thiệt là cái đầu của anh nó mù mịt quá đi. Thôi, tôi anh nói sao đó anh nói đi, miễn là anh tỏ ra được không có sợ cường quyền ác bá là đủ rồi. Vậy thì tối hôm nay hãy dạy em mấy lời kia, thuộc ro ro để mai đem xài, cho người ta biết rằng tôi khôn lắm, học thức cũng đầy những sách. Khách mẹ tôi muốn được gặp anh một lần để biết tài, khôn quen anh được bao nhiêu. Khôn bao nhiêu gặp tôi biết liền à. Khoan, tôi mới dạy anh nói chứ đã dạy anh ăn đâu. Dạy nãy rồi, gõ chén cái cốc đũa gắp đồ ăn. Nhưng anh đã thuộc đâu, anh ăn uống còn lụp chà lụp chụp lắm, ăn giống như là ăn giật của người ta vậy đó. Bây giờ tôi tập anh nè, anh phải ăn chậm rãi tề chỉnh. Đói cái mồ tổ ở đó mà chậm rãi tề chỉnh nữa. Tôi dạy anh vậy nha, tôi cột sợi dây vào vạt áo sau của anh ha, kéo dài tới bếp. Thế à, anh thấy tôi kéo dây một cái ha, là anh gấp đồ ăn bỏ vừa chén. Kéo cái thứ hai nữa, nhai thông thả, đừng có sợ hết đồ ăn. Kéo cái nữa đó, ăn nuốt vô bụng. Cứ như vậy đó, anh ăn cho đến khi nào dứt bữa cơm thôi, nhớ chưa? Nhớ rồi, nói không có no rồi, khỏi cần ăn nữa, thôi đi ngủ vậy. Mới giờ này mà đã đòi đi ngủ à? Để trước là tiếp tục nghe vợ dạy ăn nói, sau đó chờ. Chờ cái gì? Chờ vợ kêu chồng giả bẩm bà con đây. Cái gì á thì ngốc á, chứ cái đó thì khôn trật đời à. Đồ quyển à. Đồ yêu à. Ủa, thầy Hương Quảng đi đâu đó? Đi bắt Dinh Đinh trốn thuê thân phải không? Nè, tôi đóng rồi à nghe, đừng có còng đầu tôi à. Cậu ba cứ kiếm chuyện với tôi hoài à. Ai mà dám còng đầu con trai cưng của ông Cái Tổng? Bất quá còng hai tay thôi, chứ đầu đâu có chỗ mà còng. Chơi nặng tôi thấy chưa? Dạ, tôi đâu dám vô phép với cậu ba. Nghe nè, làng xã vô quán này làm cái gì? Kiếm nhậu chùa phải không? Muốn nhậu chùa cứ ngồi xuống đây, tôi bao. Cậu ba ép quá, tôi nể bụng cậu,
uống với cậu ba nửa ly thôi. Chớ tôi ít ngồi quán ngồi xa lắm. Dạ, cậu ba cho tôi nữa. Uống đi. Ông già tôi hôm nay buông thầy hương quản dữ lắm đó. Thầy không nghĩ gì đến trên đầu trên cổ hết mà. Cậu ba làm ơn nói dù với ông cai tổng. Bị dân làng ngày nay nó khôn quá, nó không chịu thưa kiện nhau nên đâu có gì để dâng cho cai tổng. Cai tổng có cơm thì tôi cũng có cháo, nên tôi đâu có dám lơ đánh lệnh miệng của ổng đâu. Xin lỗi cậu ba nha, tôi quất cạn ly này thôi nha. Bao nhiêu đó đủ rồi, lỡ có chức phận không dám vui nhiều ở quán xá, mang tiếng mang tài chết cái cậu à. Uống rượu với con cai tổng, ai dám chê bai thầy tôi coi như là ông nội cha, nghe không? Thôi thầy cứ nhậu líp ba ga đi, nghe không? Uống bao nhiêu thì uống, nghe không? Dạ, ép quá. Dạ, tôi phải nghe lời cậu ba thôi. Thầy Hương Quảng mén rồi. Dạ, thưa cậu ba, cậu thương cậu cứ gọi tôi là Hương Quảng được rồi, đừng kèm cái tên cúng cơm mén của tôi đằng sau á, nghe nó thung dài giống con đĩa gớm lắm cậu ba ơi. Tía thì đặt cái tên mén mà cho hợp với cái nghề của thầy, đĩa mén chuyên môn hút máu của dân nghèo nên cái miệng mới đỏ lồm. Câu chỉ là con bẻ mén mà thôi, ông thân của cậu địa châu mới đáng gồm. Vậy nha cha, tôi là hải sâm chứ không phải là đĩa. Ăn hải sâm mát bổ ruột gan, hải sâm với đột đột ngang ngang, gặp đâu là đột đó chết cha cái dân nghèo. Bộ thầy Hương Quảng không đột sao mà thầy nói xấu ông già tôi hả? Thầy coi chừng á, coi chừng bay mất chức Hương Quảng của thầy đó. Chức Hương Quảng nó bay một mình buồn lắm, nó phải vũ cái chức cai tổng của cha cậu bay theo cho nó vui. Bởi vì thằng bưng mâm cửa hậu bị lột chức, thì cái thằng ở cửa hậu nhận mâm chức cũng bị lột luôn. Sao bữa nay thầy Hương Quảng lại gay gắt với cha con tôi vậy hả? Uống rượu xấu nết, nghe lôi cha người ta ra mà chửi hoài à? Tại cậu ba lôi cái tên mén của tôi ra mà chửi rủa, còn cái tên trai của cậu ba sao không lôi ra mà chây chét? Tên ba trai có gì đâu mà chây chét. Cậu cho vô ba trai là cậu hiếm một mà, mường oai cha cậu phá hủy xóm làng, ba đánh ghét đặt tên cho cậu đó, vô ba trai đế là cậu đế một bà. Thôi xử hòa nhau, bọn ta thằng nào chẳng khác thằng nào. Vậy chúng ta khai tự nhau cái tên Hương Quảng Mén à, và cho chết luôn cái tên ba trai. Chúng ta bắt tay nhau. Khoan, chúng mình vô cản ba trai này. Quên, cạn ba hũ này rồi qua. Vậy thì vô bắt tay vào qua. Qua vô. Bữa nay tụi mình vui quá nghe cậu ba. Vui thì có vui buồn thì cũng có buồn. Ai làm gì cho cậu buồn? Cậu làm chủ chứa 5-6 sòng me, cậu lấy sâu để mèo chuột, ăn nhậu hết năm này qua năm khác. Bộ cậu tưởng tôi không biết sao? Cái đó là tôi giải trí thôi, chứ nhầm nhò về ba cái lẻ tẻ mà thầy buồn tới vậy. Cậu ba có còn thắc mắc là tại sao làng Tổng huyện Tịnh không dẹp cờ bạc không? Tôi khen Hương Quảng có miệng lưỡi tráo trở hay lắm. Tôi còn có văn nữa chứ, miệng lưỡi không là chưa đủ à. Xin lỗi à, tôi quên thầy Hương Quảng có răng, miệng lưỡi chỉ để liếm láp chút đỉnh thôi. Ai cái tiếng liếm láp á, vừa mất vệ sinh vừa nặng nề nghe. Còn răng cắn cái nào cái đấy thật sâu,
cắn một cái là đủ xài lâu. Bởi vậy răng hết sức là hiểm nguy, ai bị cắn chắc chắn là tàn mạng. Nhưng cũng không bằng cậu đâu, táp nuốt bao nhiêu tiền sâu không hề biết đến ai, có quyền bắt chủ chứa nộp cho quan. Đã hòa nhau sao còn móc ra hỏng, bỏ đi tôi nhờ thầy giúp tôi chuyện này. Giúp cho cậu hả? Dễ thôi, nhưng bánh sáp đi phải có bánh quy trả lại. Đó là cái lý đương nhiên của kẻ chịu chơi theo luật giang hồ. Cô ai chắc con của ông hay đực, chắc thầy Hương Quả cũng đã biết rành. Ai chắc bở thằng ngốc xóm chành, ai mà không biết, nhưng cậu hỏi làm chi? Không nói dấu chị thầy nha, cô chắc hợp nhãn với tôi quá xá đi. Hồi chưa có chồng á, cô đá lông nghe với tôi hoài hả? Ôi bồ của cậu hơn phân nửa là gái tơ, trông ngọ thấu trời thấu đất. Sao cậu mê chi cái con chắc đã có chồng vậy? Nó có cái chuyện này nè, chẳng hôm trước tôi lên Sài Gòn mua sắm đồ đạc, tối lại bà con dẫn đi coi hát. Ui cha, con gái 17, 18 tuổi, ui nó ăn mặc coi mát mắt, vừa hát vừa nhún nha nhún nhảy, hay quá thầy ơi. Đặc biệt là có cái cô tên là, tên là Nữ Hoàng Tiết Tí Phượng. Ui thú thật nè, tôi thương tư cô này á. Về nhà ngồi nơi nào chỗ nào tôi cũng mơ màng thấy nàng đang nhảy múa. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tiếp tục xin trình bày ca khúc Sầu Đông của Khánh Băng. Chiều nay gió đông về chân trên bến xưa, đời trai gió xưa về thăm cô hương, tìm bao nhớ thương mà sao cô phương vắng. Tình sầu lành như đêm trường, rồi ngày mai sẽ ra đi phương nào, biết đâu trên đường và néo tư ly, biết đâu cuộc đời ngày mai đổi thay mà tôi vẫn còn nhớ. Còn đến bao giờ thấy
cô chắc giống y như nữ hoàng Tích Tí Phượng nên tu mê dữ dằn như vậy đó. À, bây giờ cậu nhờ tôi làm gì đây? À, tôi nhờ thầy vô nhà đó xem xét kỹ lưỡng nha, về cho tôi hay, đặng tôi tính toán mưu sự. Nếu chồng nó ngốc thật sự á, tôi giật vợ nó cái một, nghe, giật nó về, nghe, để mà biểu diễn, học nhảy tiếp cho tôi coi. À, nếu nó ngốc á, thì cậu ba ăn chắc, còn nó khôn á nha, thì tôi ăn mã tấu à. À, bộ mã tấu ngon lắm sao mà thầy ham ăn dữ vậy? Nó khôn sẽ biết tôi thám vợ cho cậu giật vợ nó. À, nó chém tôi. À, còn thưa tôi lên tỉnh. À, tỉnh sẽ bắt tôi. Ừ, cho tôi nằm hộp. Ừ, giật tôi kỹ lưỡng cẩn thận. À, mềm xương. À, là cái cầm chắc à. À, thôi khỏi làm ơn cho cậu đi. Ơi, ừ, tôi biểu thầy tìm hiểu coi nó ngốc hay không thôi, chứ làm sao nó biết được thầy âm mưu với tôi đâu mà thầy sợ dữ vậy. Mang bụng đói để lo việc cho cậu á, xót ruột lắm. Tôi biết điều mà thầy Hương Quảng. Nè, 5 đồng nè, xe đỡ đi. Rồi việc xong có thêm phụ trội. Phụ trội thì việc xong được. Tôi dùng quyền lực để vô, vô trong nhà con hai chắc, để biết chồng nó có khùng như lời đồn của lối xóm hay giả đò. Tôi ghi hết bao giới cậu ba rõ ràng. Kể như xong nghe thầy Hương Quảng ha, bây giờ tạm chia tay ha. Khoan. Hả? Còn bao nhiêu rượu cho vô hết đã chứ. À, cắt cổ không bằng bỏ rượu. À, vậy thì vô vô vô. Nè anh, khách gần tới rồi, anh xuống dưới bếp lo dọn dẹp chén bát lau sạch sẽ giùm em đi. À, tôi xuống rửa chén rồi, ai lo quét dọn trên này? Trời ơi, quét của cái bộ ngựa mà làm gì lâu như vậy? Không quét nhà nữa anh chi, cái chục bữa nay quên quét rác đó, ngập gần đến mũi rồi. Thôi bỏ nó đi, đi xuống đây đi mà. À, đi. Có ai trong nhà? Dạ có. Dạ. Dạ, chào thầy Hương Quảng. Ông bà thân của cô ở bên nói hôm nay cô có làm lễ lộc gì đó, mời tôi qua uống ly rượu, nể lòng gia đình tôi mới qua đây nè. Ủa, nói vậy khách của tía má tôi là thầy Hương Quảng đó hả? Tưởng đâu khách nào lạ chứ. Thôi thì khách nào cũng là khách, mời thầy Hương Quảng vào nhà. Dạ. Nè. Dạ, mời thầy ngồi. Phải. Anh ơi anh, anh ơi, rót nước mời khách nha. À, thôi được rồi, để em rót cho. Chà, cô hai mến khách dữ à. Được lắm. Dạ, mời thầy dùng trà. Giờ vợ chồng em dọn cơm lên. Đơn sơ chỉ có vài món thôi à, thiếu khách. Nhưng mà nhà em nghèo quá à, thầy hiểu dùng cho nha. Ồ, được mà, có gì dùng nấy, ăn thua cái lòng thôi cô hai à. Anh ơi, anh dọn lên cái bộ ngựa này nè. Thôi, để em dọn lên giùm cho. Cô này cưng chồng dữ rồi nha. Không cho chồng làm gì hết trơn à. Khách dùng với anh đi. Ăn cơm hay dùng cơm? Cha, vợ hai bắt mẹ dữ quá. Không phải đâu, nhà tôi thích trào lộng lắm, chứ không có bắt bẻ gì đâu. Mời khách dùng cơm đi anh. Cơm dọn rồi, đồ ăn ngon lắm, lau chó đẻ. Gì? Hả? Vừa nói ai chó đẻ? À, không phải. Chó nhà này mới đẻ đó thì Hương Quảng ơi. À, chó đẻ 4 con. Ý, có con có hàm râu giống y như râu thẹo Quảng nè.
chó giống tôi hay là tôi giống chó đây vợ hai? Nè, anh đừng đùa nữa. Thầy Hương Quảng không hiểu đó nha, giận anh đó. Không giận đâu. Không ngờ vợ hai nói chuyện có duyên quá. Thôi anh à, trưa trời trưa trật rồi, mời thầy Hương Quảng vào mâm đi. À, đừng có mời. Mời vào mâm mới mời vậy. Không nhảy vô mâm chèm bẹp đồ ăn hết còn vậy. Lại duyên dáng vô cùng. Vậy mà thiên hạ đồn vợ hai khùng khiểu. Có vậy không à, tôi để nhất không có ngu đâu. Không có ngu như lời đồn đại đâu. Chồng tôi học giỏi khó ai soi kịp. Tứ thư ngũ kinh một chữ không có quên. Học giỏi quá đi, rồi đâm ra chán đời này ô trượt, nên muốn khùng khùng điên điên vậy đó. À, tôi thấy có nhiều người như dượng hai lắm. Cố gắng học quá nên nó phải loạn tâm vậy đó. Tại chồng tôi ghét mấy ông làng, ông nào cũng cậy quyền hiếp đáp nhân dân hết á. Dượng hai nói làng nào? Chứ cái làng này chỉ có một lòng lo cho dân được ấm no thôi à. Hương Quảng mà được vậy á, là mấy ông thiên lôi này thất nghiệp hết. Không còn ai để mà ông nện cái búa tầm xét lên đầu nữa. Dượng hai nha. Nghe nói dượng hai quen lớn với quan Tịnh mình nhiều lắm ha. Có thật vậy không dượng hai? Tịnh tôi biết nhiều lắm. Nào là Tịnh nước Tịnh nước gì? Thì Tịnh nước Nam chứ Tịnh nước gì. Chồng tôi thuộc hàng văn chương cao siêu, nhất tự lục nhì mà. Nói một chữ tới sáu nghĩa lận. Nói xin lỗi á hả, cỡ như thầy Hương Quảng á, hiểu không có nổi đâu. Phải rồi. Tôi thấy văn chương của Dượng Hai á, chẳng những hay mà còn tài trào lộng á, thì hết ý. Cái tiếng vui vẻ ưa chọc cười của Dượng Hai thế gian này rất hiếm. Nếu ai dốt nát thì sẽ không tài nào hiểu nổi. Tôi còn không hiểu tôi à. Tôi là cha mẹ của dân, phải dành chữ nghĩa. Dưỡng ai chào lòng có đào, hương quán này cũng đều hiểu rõ. Ai ngu mới nói dưỡng hay ngốc thôi. Anh mời thầy Hương Quán dùng cơm, trưa quá chắc thầy đói rồi. Làm qua với vợ đi. Vợ lại biểu đây nè. Nghe tôi rầy má đầy. Em xin lỗi mình, em không dám vậy nữa đâu. Thôi thôi, không dám vậy. Nghe tôi rầy má đầy. Ủa, tôi chưa nghe Dượng Hai dạy cái gì. Sao cô Hai nói không dám làm như vậy nữa? Giận lắm rồi đó. Giận dữ không giận cũng phải giận đó đó. Chớ tôi rồi thầy Hương Quảng ơi. Tôi có lỗi gì lớn lắm, chồng tôi mới giận dữ vậy đó, nên tôi phải xin lỗi trước đó chứ. Nha, coi bộ cô Hai sợ Dượng Hai quá ha. Mời thầy Hương Quảng bước qua bộ dáng để dùng cơm nha. Tôi qua liền. Thấy Dượng Hai khó khăn quá, tôi cũng đâm ra ngán. Anh, mời anh ngồi luôn để thầy Hương Quảng cầm đũa chứ. Ngon gì ạ? Coi chừng chó mẹ ham con, cắn bất tử, nguy hiểm lắm à. Rầy nữa đi. Rầy nữa đi. Tôi hỏi vợ nè, tại sao trong mâm cơm có chén nước mắm mà không có chịu ăn? Nguội ngắt nè, tại sao vậy hả? Trời ơi, từ cổ chí kim tôi mới nghe nước mắm hâm trời. Chồng tôi thích trào lộng lắm. Dưỡng ai trào lộng hả? Dạ. Có duyên dễ sợ, ai nghe mà chẳng cười. Tôi cười muốn chết đây này. Cười quá muốn té. Nè, té để tôi đỡ. Té xuống đất gãy răng à. Té ấy á. Cái đâu rồi té xuống đất đâu. À, hiểu rồi, té ấy hả? Kìa ra bụi bông bụng á, bên hông nhà đó. Ấy đây à. Để tôi ra một bụi tôi té ấy. Nè, tôi dặn nè. Hả?
tôi mà kéo một cái ha là ăn một miếng nghe chưa? Nhớ mà, nhớ rồi. Nghe chuyện ai nói ngẫm nghĩ tôi cười hoài. Mời thầy Hương Quản dùng bữa đi anh. Cơm nè, giọng cán gì giọng đi. Ác mà nói giọng, ai mà đi cười cho được. Thôi, ông Dường ai ơi, đừng có cho tôi cười nữa. Anh Hai. Nè. Dì Hai đâu rồi? Dì Hai dưới bếp à, dì Ba xuống đó đi. Đầu dùng cơm đi anh. Chị Hai. Ủa nè, em qua hồi nào vậy? Em mới qua nè. Có chuyện này lớn lắm, em muốn hỏi chị nè. Chừng nào chị bỏ chồng chị phải cho tôi biết trước hằng nha. Biết trước làm chi vậy? Chồng lúc này đó có giá vô cùng vàng bạc khó qua, hãy chỉ bỏ có người rước ngay. Má tía bàn bắt chị về không cho làm vợ của anh Hai nữa đâu. Nếu mà chị thôi em nói với cha cứ cho em, nếu không em khóc liền. Khùng vừa vừa thôi, nói nghe thiên hạ người ta cười cho. Khách khứa đang ngồi phía trước ăn cơm kia kìa, đừng có khùng lắm, không có ai nghe em được đâu. Ủa, Dượng Hai, ăn đi chứ, cầm đũa ngồi hoài à, làm sao khách dám ăn? Chết rồi, nói chuyện với em nãy giờ mà quên cho anh Hai ăn cơm. Chị giật cái sợi dây làm chi vậy? Dữ không, bây giờ mới thấy Dượng gấp đồ ăn bỏ vô chén á. Ủa, sao chị giật dây nữa? Cho anh Hai em già cơm. Trời ơi, chị có khùng không chị Hai? Để em khùng chứ, khùng là nghề chuyên môn của em mà. Dượng Hai, ăn cơm có nết na tề chỉnh quá. Đúng phong cách của người có văn chương. Ăn giống như là lính tập bắn, có động tác đàng hoàng. Một, hai, ba, bốn. Một, gấp đồ ăn vô chén. Hai, và cơm vô miệng. Ba, nhai. Bốn, nuốt. Năm, gõ đũa vô chén cái cốc. Sáu, nuốt cái ót vô bụng. Giữa hai ăn cơm có sáu động tác đều đặt đàng hoàng như cái máy. Lép lép nè, cầm đầu dây giùm chị nha, lâu lâu giữ giùm chị một cái nghe không? Chị ra ngoài vườn hái nấm rau rồi vô liền nhé. Chị vô liền à nha. Con gà tìm chỗ đẻ. À, bây giờ mình cột sợi dây này vô gốc, rồi mình theo con gà đẻ để lấy trứng luộc ăn chơi. Ủa, Dượng Hai, sao ăn ngồi hoài vậy? Mắc chờ. Dượng chờ gì? À, chắc Dượng chờ ý tứ đến để làm bài thơ tả bữa ăn hôm nay, nói lên cái tình thân thiện giữa chúng ta, phải không Dượng Hai? Con gà đẻ rồi, mình thò tay vô cái ổ để lấy trứng. Dượng Hai, Dượng Hai, trời đất ơi, Dượng Hai làm gì kỳ vậy Dượng Hai? Sợi dây nó giật lia giật lịa. Chị Hai, trời đất ơi, tôi chết rồi, chị phải lên nhà trên liền. Cô Hai. Chuyện gì mà
sao bộ thầy Hương Quảng ngơ ngác quá vậy? Nè cô Hai ơi, không biết sao mà Dượng Hai đang ăn nghiêm chỉnh đang khen. Từ từ bà nuốt bạc Hai, đúng là ăn kiểu do da, tôi phải phục ngay lối ăn Dượng Hai phong cách đàng hoàng. Bỗng ngưng đũa đầy ôm chồm, không biết dẫn điều gì, quăng đũa luôn quăng chén bưng tô, tay bốc miệng đùa miệng bốc cái trà quạm. Chồng tôi hễ kêu mà không đến ngay là giận như thế đó. Tôi biết anh Hai giận chị của tôi rồi. Tía tôi tính bắt chị Hai gả cho thằng cha ba trai á, anh giận luôn cả những người quen lớn với anh ba trai như thầy Hương Quảng tận xẹt à. Nói vậy Dượng Hai biết vụ ấy sao? Với hoàn cảnh của tôi á, như là của Dượng Hai á, là tôi giận à, tôi thù lắm mà. Lặp lại câu chót. Tôi giận, tôi thù lắm mà. Chứ bọn cướp vợ người phải kiện. Phải kiện. Hương Quảng cầm cân nảy bụng, ô nảy mực. Sự bất đắc dĩ tôi phải nói câu này, bởi vì tôi biết hãy giao tra dài can. Ý, con gà nó còn dướng sợi dây. Trời ơi, anh đừng có tào lộng như vậy nữa. Giáo đa thành quán thì nói giáo đa thành quán. Mày đặt trào lỏng nói giáo ca, giáo tra dài cán chi là thầy Hương Quảng thấy cười sặc sụa ăn không được thấy không? Nãy giờ nói vô cười chơi đó nghe, bây giờ mới nói thiệt nè. Hỉ giáo đa thành quán. Chồng tôi là quân tử không sợ ai hết, cùng lắm là dùng võ lực. Dùng võ lực. Anh Hai à? Con dao nè anh Hai. Lép, mày đưa dao là anh Hai mày chém thầy Hương Quảng à nha. Chém thầy Hương Quảng. Làm làng mà la làng ai nghe cho. Lép, khi không mày đưa dao cho anh Hai mày chi vậy? À, cho anh cắt sợi dây dướng gò gà nghiệp ri. Hồi nãy đang ăn và tôi nuốt từ từ, làm gì vỡ hối tôi ăn gấp rút. Giật dây liên tu tôi vội hút vội chàng, sao phải buồn đũa vì dây giật nó quá màu. Tôi hút hết giọng vô họng liên tu, ráng mà nuốt vào muốn trợn dọc luôn. Bao nhiêu đồ ăn chảy tuốt vô bụng này, ăn vậy mà chưa kịp với sợi dây. Tại gì ba đó? Tại con gà chứ bộ tại tôi hả? Đừng có tế tôi khùng khùng vậy mà đổ thừa nha. Bộ dễ đổ thừa lắm hả? Hồi nãy á, em nói tía má bằng tính cái gì mà chị nghe không có rõ. À, tía tính chứ má không có tính à nha. Buồn quá chị Hai ơi. Thì chuyện gì từ từ mà nói, làm gì mà khóc không biết nữa. Tía của hai đứa mình tin không cho chị ở cùng anh Hai nữa đâu. Tin cho hai người rẽ ra như rẽ mèo. Chị thì đem gà cho ba trai, đối anh về mẹ bởi vì chê anh nhóc ngu. Tại mẹ cha đẻ tôi ngu khùng, chớ đâu muốn vậy mà đành bỏ tôi ức quang. Đã nhận anh là chồng á thì dầu anh có cùi phun lỡ lối hay ngu khờ dại dột thì cũng là chồng của tôi không thay đổi đâu. Thấy không, em nói vậy mà tía còn cãi em à, mới tức chứ. Chị còn mê ông chồng ngốc quá chừng luôn mà. Đó, vì ba nói đó vợ nghe không? Nè, tôi thương anh à, chứ không có mê anh đâu à. Cha mẹ bên đó bàn tính nhau như vậy, cục đất cũng khóc nữa. Gốc cây biết gốc cây cũng khóc cũng than kêu trời. Vợ chồng tính đang thương nhau như giọt nước bứt không rời mà. Trời ơi, nghĩ tuổi thân cho anh Hai mà tuổi thân luôn cho thân tôi, khùng ngốc chi chứ bị người ta khinh rè. Phải chi mà mình khôn á thì đâu có đến đổi bị ê chồng. Nghĩ lại càng tuổi thân, ước chi em được khôn như người, bạn gái như mình
chồng chớ lo. Cục đất á, còn nắng thành ông táo được, anh và em lép học hoài thì cũng khôn à. Vậy á chị hai. Nè, chị cho em và anh hai em 3 quan tiền. 3 quan tiền là bao nhiêu? Là 3 tờ giấy quẩn 6 cắt cơ. Cho hai anh em đi học khôn đi. Ra đường học khôn. Đây đây, học khôn để có chồng. Học khôn để đừng mắc vợ. Đi từ sáng tới giờ mệt quá vậy ba ơi. Mệt thì ngồi nghỉ chút đi, rồi tiếp tục mình đi nữa. Đi hoài vậy không biết ai giải khôn cho mình học đi chứ. À, hồi mới chị hai đưa cho anh bao nhiêu tiền? 3 quan 60 xu, 3 tờ giấy quảnh. Phải học 3 điều khôn là ít nhất. Nếu hết tiền mà không khôn thì không có được về nhà. Nghĩ buồn cho thân phận sao mình không có khôn khéo như người ta. Để bây giờ mình phải đi học. Mà anh biết tại sao không? Chị hai cho anh đi học khôn không? Ai biết. À, không biết học khôn có ít gì không mà bắt buộc mình phải đi học. Học một chi cho nó cực khổ. Phải nghĩ, phải suy và phải biết. Hay xa hơn là mình chịu ngốc mà nó thảnh thơi, mặc kệ cho đời giật giành đâm chém. Khôn thì tính toán, đêm đêm mà trằn trọc, cho hai con mắt quần thâm mang hai túi xệ. Còn ngốc thì khô khô, ngái ngon đều đặn một lèo đến sáng mới. Anh không khôn thì mất vợ liền, chị hai thương anh nên mới xuất tiền cho anh ra đường tìm người để học. Học khôn rồi thì không mất chị hai. Không biết làm sao mà người ta cứ hăm he giật vợ tôi hoài á. Mà điều anh mất vợ thì tôi được chồng á. Sao kỳ hả? Tôi cương quyết rồi. Thấy chị hai mà quăng anh ra cái tôi đưa hai tay tôi hốt liền. Thôi dì ba nói qua chuyện khác đi. Tía bác vợ tôi gả cho cậu ba trai thì tôi phải chết nhăn răng liền. Tôi khóc hoài cho tới khi nào ba trai tội nghiệp không có đòi lấy vợ tôi mới nín. À, anh phải khôn để tên đó sợ, không có dám bén mảng đến chị hai, để chị hai miết miết thương anh. Thằng cha ba trai không có tội nghiệp anh đâu. Không khóc cho họ thương hại tội nghiệp, mà phải khôn cho họ sợ phải không? À, vậy giờ đi kiếm học nữa. Mệt quá. À thôi giờ em đề nghị vậy nha. Sao? À bây giờ mình hò đi à, cho đỡ mệt ha anh Sáu. Đúng rồi đúng rồi. Hò đi cô Tám, hò cho nó vui. Rồi em hò trước nha. À. Nè anh Sáu lắng tai nghe em hò nha. Liệu mà trả lời cho ngọt ngào đó nha. Cô Tám yên chi, tôi đã chuẩn bị rồi. Bắt đầu hò đi. Rồi em hò nè. Hò cái gì? Lại đây em hỏi cái khăn lông mấy đường. Ô trời ơi, tưởng cái chuyện gì khó khăn chứ cái này là quá cũ kỹ. Rành 6 câu nghe đây nè. Rồi em nghe đây. À, cái khăn bằng lông đây anh đội cũng thường, bây giờ cái khăn bằng lông đã cũ.
cũng quên luôn. Quên rồi. Rồi bây giờ lần này anh hò trước đi, để em hò đáp lại. À đúng vậy đúng vậy, có qua có lợi mới tỏi lòng nhau. À bây giờ em chuẩn bị tinh thần nha. Dạ. Hò trước nè. Hò lưới thưa em bủa con cá ruồng, buông lời mà hỏi bạn. À, cho buông lời mà hỏi bạn, bơi chiếc xuồng đi đâu? Trả lời đi. Được rồi, bây giờ em đáp lại nha. Đáp lại. Hò đâu đó cho rõ. Đi kiếm mà anh. Ồ hay quá trời, hay quá. Hay không? Ồ tuyệt. Em giỏi lắm em Tám ơi. Ý nè. Vừa hò vừa tát nước lên ruộng trên đi chứ. Hò đối đáp hoài mà ngưng tay là ruộng trên khô queo. Không có nước là mình khó cài khó cấy đó nghe. À, vậy chúng mình tắt nước, ngưng hò giây lát đi. Rồi chút nữa mình hò nữa hay sao? Dạ, đúng vậy. Anh hai ơi, có hai người con trai với con gái đứng ở trên bờ ruộng kìa. Làm cái chi mà ngộ quá. Hai đầu của cái gầu nhỏ, có hai người cầm bốn cái sợi dây, múc nước ruộng sâu tát lên trên triền. Họ múa nhịp nhàng, coi nó hay. Hai anh em mình lại đó coi chơi, để nghe họ nói đặng mà mình học. Học ngoài đời mới được khôn ngoan. Anh nhớ kỹ coi họ nói cái gì, rồi thuộc lòng về nói cho chị hai nghe. Nè, hai vợ chồng kia đến đây để làm gì? Chồng chị tôi chứ nào phải chồng tôi. Ủa? À, nói vậy là cô chưa chồng hả? Tôi đi học khôn đặng lấy chồng nè. Anh Sáu, coi bộ cô đó cũng manh manh ngồi nghe mình hò. Nè cô Tám ơi, tát nước mà không có hò mệt quá phải không cô Tám? À, vậy mình hò tiếp đi anh Sáu. Dì ba ráng nghe đặng học nha. Cô bộ những người này họ khôn lắm mà dì ba. Bây giờ cô Tám nghe nè nghe. Hà, chẳng thà tôi ăn củ đưng củ lát mà để cho mẹ tôi ăn ba bát cơm đầy. Trả công ơn phụ mẫu, trả công ơn phụ mẫu sanh thành ra vợ tôi. Anh nhớ hết chưa? Dài quá nhớ không hết à. Chỉ nhớ cái gì à, củ đưng củ lát thôi à. Anh học phải ráng nhớ chứ. Mệt quá cô Tám ơi, ngồi nghỉ chút đi. Trời đất ơi, sao tôi nghĩ tới cái cảnh thượng điền hữu thủy hạ điền khang này, sao tôi tức quá cô Tám. Thượng điền hữu thủy hạ điền khang. Tôi thuộc rồi. Nè. Hả? Thuộc thì trả tiền cho người ta đi. Rồi trả liền. À, anh chị ơi, trả cho quan nè. Một hồi học nữa tôi trả tiền nữa. Ủa, quan tiền gì đây? Anh Sáu, anh ta đưa cứ lấy. Chậm anh dẫn cho coi, buổi trưa hôm nay có tiền, há buổi ăn đỡ lòng. Bọn mình có một quan, tiền của này trời cho. Ủa, sao kỳ quá vậy anh Sáu? Cái gì kỳ? Tát hồi mới tới giờ, sao ruộng trên nước vẫn không lên à? Rồi để tôi đi coi. Thôi chết rồi cô Tám ơi. Gì vậy anh?
Trời ơi, đây nè, có cái hang cua nó ăn thông qua bên bờ đây nè. Nãy giờ mình tát nước lên, nó chảy trở xuống ruộng dưới như cũ rồi. Thiệt là uổng công giả tràng mà. Rồi bây giờ làm sao đây? Thì tôi phải lắp hang lại chứ làm sao. Càng cua. À, có 4-5 con cua nó thập thò tới luôn trong hang đây nè, cô Tám ơi. Bắt hết đi anh. Được rồi, không sao, để tôi bắt cho. À, không lo chết mà lo thập thò phải không? Thập thò rồi cũng chết con ơi. Câu này dễ học nè, tôi thuộc rồi gì ba. Thập thò rồi cũng chết con ơi. Tao bẻ càng bẻ que tụi bay. Tao bẻ càng bẻ que tụi bay. Dễ ở được rồi. Tao luộc tụi bay hết. Tao luộc tụi bay hết. Khỏi học cũng được rồi. Trả tiền họ luôn đi anh hai. Rồi. Nè, trả luôn quan nữa nè anh chị. Trời ơi, hên quá, lấy tiền luôn. Bữa nay may mắn có tiền rồi. Sẵn có mấy con cua, tôi nhậu với các anh chị một bữa nghe không? Rồi ngày mai á, tôi làm một chuyện động trời cho mấy anh chị coi chơi. Trời ơi, chuyện gì anh nói nghe ghê quá vậy anh Sáu? Cô Tám ơi, nói thiệt chứ cô Tám nghe, thì mà tôi chết để cho tôi một miếng ruộng, tuy không rộng bao nhiêu nhưng rất mở màu, có nước quanh năm, cuốc dừa lẻ dừa mau, không phân bón nhiều nhưng vẫn đồng trổ luôn. Vậy tại sao anh không làm miếng ruộng mẹ cha anh để lại, lại đi làm miếng ruộng chiền này khô khan không có một giọt nước? Cô Tám ơi, cũng bởi cái lũ cường ào ác bá con ông cháu cha, nó ỷ quyền cậy thế của cha mẹ, nó ép buộc tôi phải đổi đất để nó chiếm miếng ruộng phì nhiêu, còn nó giao cho tôi một miếng đất khô. Khô gì? Này, đất mẹ quanh năm không mà có nước để tôi cuốc ra tôi cài, phải dùng gào sòng mà tát nước. Trời ơi, mồ hôi tu lai lan mà mặt ruộng cứ nực nẻ khô khan. Gian lao như vậy mà cuối mùa thu hái chẳng được bao nhiêu, đêm nằm gác tay lên trán mà suy nghĩ, tức cho bọn cha chú làm ngơ để cho cháu con cuốc bóc. Nhưng tôi ngắn hai khổ kêu không tấu đến ông ma trời. Thân anh thêm khổ rồi quan cũng vinh quang mà thôi, xéo kêu công bình sinh mạng anh càng nguy. Ngày mai tôi thưa bọn này quan tranh tỉnh xét ra, buộc quân ác gian tội đền à, cho vào ngục biết thân. Anh Sáu à. Gì đó cô Tám? Làng cũng như tổng, tổng cũng như huyện, huyện thì cũng như quận, mà quận cũng như tỉnh. Giống nhau như là khuôn đúc. Y chang vậy. Anh biết không, con lươn con chặt khác nhau hình thể nhưng máu mủ dân chung dòng. Tham không bao giờ sử nhụng, con hổ không phà con hâm. Chúng mình là những con kiến bò trống miệng chén, bò vẫn bò quanh rồi cũng trong miệng chén mà thôi. Quan thì nhất thời, còn dân mới là giảng đại cô Tám ơi. Tôi kiện cho lũ nó bay chứ, còn tôi dẫu có thua kiện thì dân cũng còn nguyên vẹn là dân. Nè, anh đó dạy gì anh nhớ không? Ráng lắm chị nhớ ba mưa. Nhớ cái gì à? Quan nhất thời dân vạn đại đó. Bây giờ tôi đi mua rượu về ăn uống no say một bữa nghe.
rồi ngày mai xuống tỉnh kiện đòi lại mảnh đất xéo của tôi. Câu đó dễ học có anh hai. Ăn uống no say mai xuống tỉnh kiện đòi mảnh đất xéo lại. Câu này dài nhưng dễ học, thuộc luôn. À còn quan nữa nè, trả đó, đây này. Vậy thì mua thêm rượu. Hết tiền à? Hết tiền anh đi về, không học nữa. Tức thấy mẹ, ta nói con ô chì thuộc loại hùng kê mà thua con Phượng Hoàng. Con gà thường làm tôi bay luôn 20 quan. Cậu ba, tôi lỡ mượn cậu thua gần 100 quan rồi. Bây giờ cậu ba cho tôi mượn thêm 50 quan nữa để tôi cá độ ngày mai. Cái độ này cực dữ à. Đưa tiền cho ông hai bao nhiêu cũng được. Tôi chỉ sợ con gái ông nghe là buồn tôi. Cô hai tính tình khó khăn. À chẳng bao giờ nó dám hỗn chi với cậu ba đâu. Hạch đụng cậu ba là tôi giết chết. Con của tôi mà, không phải như con người ta. Biểu sao nó cũng phải nghe. Nói thiệt với tía nha, con thương con gái tía lâu quá rồi. À, cậu thương là tôi gả, tôi chịu cậu lâu rồi mà. À, con gái tía có chồng rồi sao? Tôi biểu nó bỏ chồng thương cậu chứ sao? Hả? Tôi trông ngóng báo tin cho cậu ba biết. Vâng lời cậu biểu á, tôi thấy cậu hai khôn chặt đời, không khùng ngốc gì giáo là. Thầy Hương Quảng hù cậu á, cậu đừng có sợ. Rể tôi biết nó rằng thằng chồng con chắc nó ngốc ngu, còn hơn những tên ngốc ngu trong những chuyện đời xưa. Khó khăn như vậy chắc là con phải thua rồi. Nếu làm liền bị gửi bị thừa, đến tỉnh là chết tía tôi sao. Tôi xin cam đoan cùng với cậu ba không chuyện gì xảy ra. Gả cho cậu ngay nội trong ngày mai luôn, thằng nào dám cạn ngăn. Giờ ai biết tôi cùng phe với cậu ba đây. Cũng không dám làm điều gì đâu. Đừng lo cậu ba, đừng lo. Nếu xảy ra chuyện gì, tôi đem thần già che chở cho cậu ba. Con cảm ơn tía thương con và cho con cưới con gái tía. Cậu cưới ậu ha, mai mốt đừng kêu tôi gỡ dối rồi nha. Đi à. Đi đâu rồi thầy ông quản? Ở nhậu đi đâu vậy? Cậu không tin tôi thì ở đây làm chi? Nhất định đi à. Uống vàng cũng không uống nè. À, miếng mồi này ngon quá. Quất đi té. Rồi cho vô ly. À. Mồi ngon á. Làm ly nữa rồi đi. Đi luôn đi. Chứ ở chi nữa. Hết rượu, hết mồi rồi. Cậu ba, tôi chỉ ngại cậu ba không thương con nhỏ thiệt tình. Không thiệt tình chứ, láo không phải người ta. Vậy hả? Cậu ba thiệt tình, cậu ba dám làm đám cưới, đám hỏi đàng hoàng với nó không? Sao lại không? Con sẽ làm một cái đám cưới bự tổ bố, gấp 10 lần cái đám cưới của thằng chồng ngốc cô hai. Được vậy thì tốt quá. Nhưng mà trước hết cậu ba đưa cho tôi 50 đồng, tôi đá độ gà ngày mai để kiếm vốn. Sau đó trao cho tôi đủ số lo lễ cưới luôn. Tía yên chí, nhầm nhò gì má cái lẻ tẻ. Đưa luôn cho tía một xăng nè. Trời ơi, rễ tôi điệu quá. Chuẩn bị có bộ long trọng quá vậy. Tao làm đám cưới gả mày cho cậu ba trai. Tao kêu mày về là vậy đó. Trời ơi. Con năn nỉ tía con đi con. Tại sao lại có chuyện lạ lùng như vậy chứ? Gả con có gì đâu lạ lùng. Tía à,
chồng con hiền lành đâu có điêu hoa xảo trá gì đâu. Kẻ muốn chiếm con á, chỉ để thỏa dục lòng. Họ chỉ có tiền nhưng không tình không nghĩa, nên con không thể nào tái duyên với con quỷ dâm loạn đó được hết á. Người ta đâu có thương chân thành, họ là con quỷ dâm loạn ham mê thân xác con đây. Đời con như ván kia đinh đóng vô thuyền, 12 bên nước chẳng may rơi vào đen tối. Con phải đành cam mà thôi, xin cha đừng buộc phải hai chồng. Tao thấy mày lỡ lầm gặp phải cái thằng chồng ngu ngốc thiệt thòi cho mày, nên tao mới gả mày chỗ khác cho xứng đáng, cho đỡ cái thân của mày đó chứ. Ông ơi, con của mình đáng êm đềm hạnh phúc, làm cha làm mẹ phải cho đó là chuyện mừng vui. Sao ông lại cố tâm mang tan tóc vô nhà? Tan tóc gì đâu mà tan tóc. Bởi vì lời đường ngọt của kẻ hư thân mèo ma da đông, nó rắp tâm phá gia can người khác, rẻ duyên con vì sức mạnh của đồng tiền dư giả nó buông ra. Con có thể hủy mạng tại nơi đây để giữ thủy chung với chồng con cho trọn tiền. Ông ơi, tôi xin ông đừng ép buộc, nó quyết tâm không chịu lấy một thằng nào. Không chịu hả? Tự giận phải không? À, mày không bỏ được chồng mày mày chết, còn tao khiển con không được tao cũng chết. Tao chết trước mày. Ba, chứ vậy? Bà đưa sợi dây luộc mắt chồng kia cho tôi. Trời ơi, chứ vậy? Đeo cổ chứ chi. Thôi rồi ông ơi, ông đừng có nói chuyện vậy, không nên ông ơi. Chị ơi, cậu ba trai đòi cưới chị hai là cái gan lớn hơn cái đình cái miếu. Lấy vợ người ta còn làm đám cưới rình rang để khoe khoang cái tài tiếng không lành. Không sợ chồng người ta ghen, tôi đâm mấy ruột đổ tanh bành. Ôi, cái thằng ngốc nó làm sao biết được. Bữa nay tao bắt con chắc tao gả cho cậu ba trai. Anh ai không biết, nhưng bây giờ đã biết. Làm sao nó biết? Nhờ con nói với anh hai á. Trời ơi, con khùng nó hại tôi rồi. Anh hai sẽ đến đây bắt vợ lại. Anh hai sẽ pha cái đám cưới này tàn nát cho tía coi. Má ơi, con không ở đây nữa đâu, con đi về nhà con. Chắc, vô đây mẹ biểu, khoan về đã. Nè, con cho tía hay nha, anh hai đi học đã khôn rồi đó, ảnh không có nhận cái vụ này đâu. Thằng ngốc đi học khôn. À, ảnh với con học một lượt nè. Ê trời, mày cũng đi học khôn nữa sao? Anh hai, anh hai tới. Sự bất đắc dĩ tao mới đánh mày, chứ tao cũng biết hãy giao đa thành quán. Dạ, thưa ông hai, hôm nay ông hai làm lễ du quy cho con gái, nên tôi có mâm trái cây này đem đến. Hương Quảng, ai chà chà, cầm cân rồi phải nảy bụng, dạ. Búa nảy mực. Ha, nhiều quá. Trong nhà có ai đem cho cái búa coi? Dạ, búa nè anh hai. Tôi phải bữa. Ê, bữa người ta kêu tôi, dưỡng ai bữa đâu tôi. Thầy Hương Quảng. Anh bữa đầu thầy Hương Quảng hả? Đâu có. Anh bữa đâm củi trước sân kìa, bữa nay đâm dỗ mà không ai bữa củi hết vậy. Này, anh ra sao rửa mặt đi, rồi nghe em dặn kỹ cái này nè. Đi. À, thầy Quảng,
Thầy cứ vô ăn đám cưới, có tôi đây không sao hết á, yên như bàn thạch, đừng có sợ. Dạ, dạ bữa hôm á, dượng đòi chém tôi bằng dao, bữa nay á, đòi bữa sọ tôi bằng búa. Trời đất ơi, ghê quá ông hai ơi. Ôi, nó là thằng ngốc, nó làm chuyện ngốc sợ gì. Ông ơi, gì? Nãy giờ tôi ở trong buồng, tôi nghe nó nói chữ nghĩa văn chương như vậy, mà ông bảo nó khùng hả? Nó nói rằng á, ông tệ bạc lắm, bắt vợ nó gả cho cậu ba, bất đắc dĩ lắm á, nó mới đến đây dạy cho ông một bài học. Nhưng nó chỉ ngại á, hễ giáo đa thì thành quán. Dạ, bà hai nói đúng đó, Dượng hai này không ngốc đâu. Nó buồn thầy Hương Quảng xét xử không có công bình, nên nó nhắc nhở câu, kẻ cầm cân á, phải đẩy mực, cho ngay thẳng, thầy Hương Quảng nhớ không? Dạ nhớ chứ. Không tin, tôi không tin. Tôi không thể nào tin thằng ngốc học hành để trở thành người chữ nghĩa văn chương. Nó chỉ thuộc vài ba câu để lòe lòe những kẻ không vững tâm yêu vía. Chứ còn tôi là tía mà làm sao nó dám lòe tôi. Nè bà con, tiếp tục nhậu say xưa, tôi bảo kê chắc chắn là không xảy ra điều gì. Dạ thưa tía, con mới qua. Ủa? Chưa tới giờ rước dâu mà sao chàng rể qua sớm vậy? Dạ bên đó con sắp xếp đâu đó xong xuôi rồi. Dạ hả? Dạ quả lễ mười mấy cái đó chót à. Dạ đầy đủ đồ lễ, là heo quay cũng sẵn sàng, dạ trưởng tộc ông mai đằng tay rước dâu cũng đều đủ mặt. Dạ chỉ đợi đúng giờ thì khởi hành. Bỗng dưng con mắt trái con sụn giật lìa lìa. Dạ con hồi hộp quá, không biết bên này có chuyện gì không, nên lật đật chạy qua đây đó. Không có chuyện gì to lớn đâu. À chỉ có cái chuyện Dượng hai qua đây á, mài búa chờ cái gì đó. Ôi, không biết. Thầy Hương Quảng đừng có nói vậy, thằng rể tôi nó không yên lòng. Thôi được rồi, được rồi, mời hết vô ngồi bàn đi. Xuống nhà bếp kêu lũ trẻ dọn đồ ăn lên đi, nhớ mang rượu đầy đủ nghe chưa. À, còn cái vụ mà chồng cũ của con hai mài búa đó. Đừng có lo, tôi kêu nó ra đây cho cậu yên tâm. À chồng con chắc đâu, ra biểu coi. Tía kêu anh lại ngồi chung bàn kìa. Nó ngồi dưới đất chứ không thể ngồi ngang hàng với mấy vị này được. Tía, tía cho anh hai mâm riêng chứ. Bà dọn cho nó cơm với món nào cặn thừa rồi đem lên cho nó bà. Bà dọn mâm cho Dưỡng hai đi. Ông ơi, ông cho thằng hai chút rượu cho nó uống ấm bụng chứ. Không được, rượu chỉ để mời người khôn ngoan. Mời tất cả nâng ly. Anh hai à, dẫu ngồi dưới đất, ăn cứ mạnh miệng đi anh hai. Ở trên nó có rượu, dưới này không có rượu, làm sao ăn mạnh được gì ba. Anh hai nói tôi nhớ cái bài học à, ruộng trên có nước, ruộng dưới khăn quắt, anh nhớ không? Để nhớ coi. Nhớ rồi. Nhớ rồi, nói lớn lên nghe cho đi. Thượng điền hữu thủy, hạ điền khang, ruộng dưới khô khan trên nước tràn. Ông tát nước nói cái câu gì ăn thua đủ đó anh hai thuộc không? Phen này ta quyết ăn thua đủ, với quân cướp đất phải thù thắm. Nó nói gì vậy tía? Thì nó nói ruộng khô, ruộng nước, cướp ruộng, cướp đất gì thôi, thôi kệ nó. Nó nói ai cướp ruộng của nó, nó thù thắm kìa. Cậu ba còn nói thiếu một tiếng xéo. Ai cướp miếng đất xéo? Thôi đất xéo, đất vuông gì, thấy kệ ông lão dạy nó. Thầy sẽ thiếu vết nhiều chuyện quá. Ông ơi, nó bị mất miếng đất xéo đó, nên nó thù thâm, đó là lẽ đương nhiên. Nó nói vậy là nó điên đó. Nó không có một tấc đất để cắm dùi coi chơi. Đất đâu mà nó bị giật? Dượng hai không nói đất cày ấy đâu. Đất không để dành trồng trọt, cũng không để cày cây. Vậy chớ đất ấy nó để làm gì?
để đôi dòng họ kia tổ của ông nhà bà nên mảnh đất đi nào ai dưỡng thù đến tận tủy trường. Ôi thầy cứ nghe lời lẽ điên khùng, nó nói thượng điền hữu thủy là gì vậy hả, còn hạ điền khang là y làm sao? Ông ơi, nó nói chữ nói nghĩa đó ông ơi. Nói sao? Bị ông không có học nên ông không có biết. Thượng điền hữu thủy là miếng ruộng trên nước tràn đầy mênh mông, còn hạ điền khang là ruộng dưới khô khan. Ở đây đang vui say ăn uống mà nó nói ruộng cạn với ruộng khô à, vậy là nó nói tật cầu chìa rồi. Tật cầu chìa mà lại lãng xẹt, đúng là tên nó mày 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 nên nói bậy bạ. Ý nó muốn nói bàn trên có rượu đế, còn mâm dưới chẳng có giọt nào. Người có học cao siêu nên phải cao lời, đâu phải nói tục tử phàm trần. Không hiểu được lời thâm kia cao xa. À, té ra là vậy đó phải không? Ôi, sao không biểu nó nói đại là vậy nè. Mâm dưới này không có rượu cho nó dễ nghe hơn. Con đi lấy rượu cho anh hai uống nghe má. Đi đi con. Anh hai mày giận tía mày đó, không biết chuyện đó nên nó giận. Lấy rượu cho nó uống đi con. Tôi thấy sắc mặt nó có giận hờn gì đâu mà nói nó giận tôi. Ôi ông ơi, người có học thức á, dẫu hờn giận ai cũng không hề bộc lộ ra ngoài. Không phải như ông giận tôi là ông la hét mặt mày đỏ gai, đấm bàn văng ly tô ơ, nếu nồi đắp hết cho đã cực. Nó nói tuy nhẹ nhàng nhưng lòng vẫn lắm yêu xào ruột gan. Nó nói nó ăn thua đủ với ông đó, với cậu ba đó, ông không hiểu hay sao? Nó nói câu đó hồi nào đâu? Nó nói câu ruộng tôi nó cướp phải thù thâm, là ý nó muốn nói cậu ba cướp vợ nó đó, nó phải thù thâm, nghĩa là nó ăn thua đủ đó. Nhớ mấy câu hò không? Nhớ câu à? Hò lớn lên đi. Chẳng thà tôi ăn củ đừng củ lát, mà để cho cha mẹ vợ ăn ba bát cơm đầy. Đó. Vậy? Nó trách ông ngọt xớt đó, ông có hiểu không? Trả công ơn phụ mẫu thờ, trả công ơn phụ mẫu sanh thành cho vợ tôi. Thấy chưa? Ông thấy chưa ông ơi? Lên. Gì vậy? Làm cái thổ bí à? Bà sao lãng nhắc à? Khi không cái khóc. Ông ơi, tôi nghe rể tôi nói mà tôi đứt chán đứt ruột, chẳng thà nó ăn củ lát củ đừng, để cho tôi với ông ăn cơm đầy bát. Tôi nghe mà lòng tan nát. Ông nỡ lòng nào tử tế với rể tôi? Ai có về đâu, rể của tôi nó khôn ngoan hiếu đệ như vậy. Đủ nè anh hai uống đi rồi nói nữa. Rượu nó đắng quá trời nhưng mà cũng ráng uống thôi. Đó, ông nghe người ăn học nói chua ngoa chưa? Nói rượu đắng là nói ông ăn ở với nó đắng như chằn vậy đó. Thầy Hương Quảng ơi, đụng nhầm ông dò dẻ rồi. Anh, cái anh tát nước còn nói cái gì con ông cháu cha sao đó nhớ không? Nhớ nói lớn lên đi.
Hỡi cái lũ cường hào ác bá, cái lũ con ông cháu cha ỷ lại quyền quy cha mẹ, cướp giật mảnh đất phì nhiêu của tôi để làm của riêng tư, tự do cày cấy riêng mình, gạt tay lên trán đêm đêm suy nghĩ, dẫu có khùng cũng hết cơn cơn sôi nóng nung gan ốc đổ vào chi cũng chay. Cậu hai nói ra là câu ấy là lời châu cái đó, cứ ăn uống xài ti ly rồi sáng làm gì anh nhớ hay là không làm gì anh nói nghe coi. Ăn uống no sai rồi mai xuống tỉnh kiện. Thằng hai nói mai xuống tỉnh kiện ông đó. Dượng hai quen lớn với mấy quan ở dưới trịnh hết trơn à. Nó xuống tỉnh kiện có sao không thầy Hưng Quảng? Ông gả con cho dượng hai, bây giờ ông bắt lại gả cho người khác thì ông ở tù chứ sao. Thì tôi là dân, nó không nghĩ tình cha vợ nó kiện đã đành rồi. Còn cậu ba là con cai tổng, nó dám thưa sao? Trời đất ơi, con cai tổng chứ bộ con của trời sao không dám kiện thưa. Dượng hai á, có học thức, biết làm đơn, biết chỗ đâm đơn, nào đâu sợ chi cầu ba. Dượng còn có mấy ngày ở tỉnh, từ gạch cái vụ này là ở tù cả chùm. Nếu dượng hai mà thưa tôi thì thầy Hương Quảng có đội mâm vô cửa sau lo giùm tôi không? Dạ không dám đâu. Chống với dượng hai không xiết đâu. Về học thức chữ nghĩa khôn ngoan á, ông hai nè, cậu ba và tôi á đều thua. Về nghề võ gan lì dám đâm chém, cả ba chúng ta cũng đều thua. Về giao dịch quen lớn với cấp tỉnh thì chúng ta cũng đều thua. Trời đất ơi, thua nữa hả? Trời ơi, nếu cậu ba không muốn cái mặt chỉ càng cạch thôi á, chớ chưa bị bể nát vụn á thì phải theo nắng nề giang anh hai thứ lỗi cho người ngu, rồi cả ba quỳ thưa cùng thằng hai thề không giựt vợ người bảy bà. Nhưng mà tôi là tía vợ nó mà, có lẽ nào tôi quỳ? Mà chưa chắc gì nó biết làm đơn thưa, còn khuya tôi mới quỳ năn nỉ nó. Tía vợ mà có lỗi thì cũng phải quỳ luôn. Quỳ cho ông lão dạy mày cho quỳ luôn. Tao vẫn chưa tin thằng chồng còn chắc nó khôn ngoan được. Đẹp. Dạ. Con dẫn anh hai con ra sao gặp chị hai con đi. Dạ. Lại thắng rồi anh hai, ra sao gặp chị hai đi. Con trào máu à tía. Được rồi. Bây giờ vậy, bây giờ mình tạm mình nhượng bộ nó đi, thấy không? Rồi mình xúm nhau mình tìm mưu dứt lỡ phần thắng lợi. À, tía nói có lý. Bây giờ con bày cái mưu như vậy nè. Sao? Tối nay tía nói với má biểu chồng của cô hai ở lại đây ngủ. Để bà cầm chân nó đi, còn tôi thì tôi chặt chân nó chứ không cầm chân nó đâu. Tía nóng quá, nghe con nói tiếp nè. Sao? Tối nay tía cho nó ngủ ở cái buồng riêng. Để giấy mực viết sẵn ở trong buồng rồi, nghe không? Chúng mình sát nhau trên cái buồng. Nếu nó thấy sẵn út giấy ở đó mà không viết đơn kể như là anh chàng dốt thật đó, chúng ta được quyền không sợ gì hết. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, như vậy là thuận tiện lắm. Nè nè nè, có cái buồng trống cách buồng ngủ của tôi tấm vách ván đó, nhưng mà tấm vách ván đó có kẻ hở. Đúng 10 giờ tối hôm nay chúng ta dán mắt vô kẻ vách đó. Đó là thấy rõ ràng nó đang làm gì. Nghĩa là chúng ta rình rình chứ không có mò. Rủi mò làm vô phòng bà xã tôi là có chuyện lớn à. Cậu ba ưa làm vậy chứ tôi là tôi không có vậy đâu rồi nha. Đúng 3 bữa nay rồi không thấy vợ, nhớ làm sao nhớ muốn điên luôn. Đi học hôm về mất vợ qua đây để kiếm tìm, ai dè tía vợ hôm nay mừng đám dỗ. Đồ ăn nhiều quá mà ăn không có thấy ngon. Hồi nãy mình ăn uống cũng nhớ được mấy câu, nói ra như vậy không biết mình đã khôn chưa nữa. Hay sao? Sao 7 bữa nay không có vợ nên lười biếng tắm giặt, ngứa ngay khó chịu quá. Chắc trong áo này có rận nó cắn ngứa dữ dội à. Buồn quá vợ ơi. Không làm gì, giặt áo kiếm rận bắt chơi.
Sẵn có tờ giấy trắng đây để rận lên giấy viết nghe có bóp cho nó đã tay. Ý xà, có chai rượu nếp nữa. Mẹ vợ mình coi vậy chứ tử tế, biểu mình ở lại ngủ còn cho uống rượu nữa. Chẳng uống công mình ăn củ đưng củ lát, cho mẹ vợ ăn ba bát cơm đầy. Đó, thấy chưa? Ở chỗ vách dáng có kẻ hở, có ánh sáng ngọn đèn dầu hắt ra ngoài đó. Nhón gót mà đi nghe, có con gái tía theo sau nữa kìa. Trời ơi, mày theo tụi tao chi? Tôi theo để làm chứng, để không thôi mấy người phao vua chồng tôi dốt làm sao. Đừng chen lấn, đừng chen lấn. Úp mặt ngay vô kẻ vách, nhìn vào sẽ thấy rõ ràng, thấy không? Thấy. Nhưng mà ông hai, vậy cho nó ngọn đèn mù mờ mờ quá, không thấy rõ được. Làm gì tới lui thập thò vậy mấy ông ngoại? thập thò ha, không lo chết mà lo thập thò, thấy không? 4-5 con thập thò lui tới ha. Chết rồi, dượng hai thấy 4-5 đứa mình thập thò dình dập rồi, cậu ba ơi. Tao bẻ càng bẻ que tụi bay hết. Chết mẹ rồi. Trời ơi, rồi bẻ chân bẻ tay tụi mình đó tía. Tao đem luộc tụi bay hết. Thầy đất ơi, tôi không ngờ tôi bị chết luộc tại đây. Ôi ơi, đừng có khóc ôm xóm. Sẵn rượu đây mình nhậu. Nhậu rồi cái rồi viết, viết lên tờ giấy trắng này. Ôi, dượng hai vừa nhậu vừa viết đơn kìa cậu ba. Viết đơn gì? Viết đơn để kiện chứ đơn gì? Nín đi. Lắng tai nghe coi nó thưa ai. Được phải không? Được cả tao viết được. Trời ơi, nó viết tên đực của tao vô đơn thưa rồi. Đi là lớn quá, nó nghe làm sao? Chai ha, chai phải không? Tới ba chai lận. Ba chai thì tao giết ba chai. Chết rồi, nó giết tên con luôn rồi tía ơi. Trời ơi, nín, dặn người ta đừng la. Con la lên như đánh mỏ vậy. Thì nói các cha đừng có cự lộn. Trời đất ơi, la lớn quá, dượng ai nghe. Giết tên tôi luôn vô trong đơn là chết mẹ. Mẹ không phải không? Ai trời ơi, chạy đi, tôi chạy đi cậu ơi, ba ơi. Mày chạy đi đâu? Chạy lên trời không cầm khỏi tay tao. Mén là tao giết luôn mén. Trời ơi, cái gì cũng chạy cậu hết. Dượng ai giết tên tôi để kiện luôn kìa, cậu nghe thấy chưa? Cậu cứ xúi cái này, biểu cái kia. Bây giờ cậu ai kiện tôi? Ai ở tù thế cho tôi đây? Thầy ưa nhằn quá, ở tù chứ còn ai vô đây thế nữa mà khóc. Nghe coi nó còn thưa ai nữa không? Khóc ôm sồm rồi, không nghe cái gì hết à? Hết chẳng là bắt chứng. Chứng này lép. Lép phải không? Lép thì tao giết lép. Ý anh hai ơi anh hai, con nhỏ lép này đã từng binh vực anh hết mình mà anh hai. Chắc phải không? Chắc tao giết luôn chắc. Mình ơi mình, em đâu có phụ mình. Mình lại giết cả tên em lên tỉnh kiện em về cái tội bỏ chồng, em đâu có phụ mình. Xong rồi, tao xếp tờ giấy này cất vào túi của tao. Mai này tao tính lại cho rõ ràng. Tính lại coi giết mấy con giận mấy cái chân à. Anh ơi anh, mình ơi mình, mở cửa ra cho em Minh Quang coi. Ủa, ai khóc kêu giống như vợ tôi à? Em nè, chắc nè, vợ của anh đây nè, mở cửa buồn ra, mau lên. Đúng rồi, tiếng của vợ tôi thiệt rồi. Tia lợi dạy làm điều bậy bạ, đi gian lại để tha thứ cho tia. Từ nay về sau, tia không dám vậy nữa. Dám lại anh trai, gạt lại anh trai. Em xin thả vợ anh trai lại cho anh trai. Em xin thề với anh trai. Em không bao giờ ngu dại mà lấy vợ của anh trai nữa đâu. Chậm lại gần lại đây. Ai trời ơi, Dượng Hai ơi là Dượng Hai. Tôi biết Dượng Hai khôn ngoan lắm, có học chứ không phải ngu si như ba trai.
con trai cây tổng. Như ông già đầu mà ngu như bò là ông Hai Đực đây nè. Nè 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 nè, trời ơi, làm gì như ông bể ổ vậy? Dạ, chúng tôi ba đứa cầu xin người giỏi văn chương cho chúng tôi cái giấy trong túi. Không được đâu, giấy này có viết. Dạ, tôi biết, nay viết đủ hết á. Phải rồi, viết đủ hết. Đực chai men chắc lép cũng viết luôn. Để sáng mai tin, không có cho mấy người đâu. Lại người khôn tuổi này ngu dại, đừng kém đừng thưa, lên quan trên. Tội nghiệp cho cha, lỡ qua ngu. Tội nghiệp cho tôi, lớn đầu dại ngu. Người khôn không tha chết cha tụi mình. Khóc nhỏ đi, khóc mà cũng dành khóc lớn nữa. À, làm gì xung nhau khóc dữ vậy? Thôi mình về nhà mình đi vợ. Đừng cứ lôi nữa, chạy dấp té chết. Lép ơi, Lép, qua nhà chị luôn nha. Không, em ở đây để cười chơi. Ủa, sao bỗng dưng cậu ba cười khang vậy? Giống như là Tào Tháo hất chậm xích mới chạy cậu ba. Tôi nghĩ cái tên này nó ngốc thật. Dượng ấy thưa ở tù hết bây giờ, chứ ở đây mà ngốc. Cái mặt ngơ ngơ kéo vợ chạy về, chứ nó có nói với dự mà thưa kiểu gì đâu. Đúng vậy, bữa nay mình tiếp tục làm lễ hỏi. Dì ba, lấy cái rửa cho tôi mau. Cái rửa bén thử bao đó. Tao chém hết, tao chặt đứt chân hết. Em lấy liền anh hai. Chạy, chạy mau cậu ba, chạy. Trời ơi, nó chặt đứt cẳng, không có tiền mua cẳng gỗ à. Chạy đi. Cái rửa này anh hai, chém chết mẹ nó đi. Ai chờ tôi á. Ừ, tôi bự quá. Cho tôi thấy. Cha ơi, nó rượt theo kìa. Chạy mau mau, các cha ơi, chạy đừng cho rớt tới hạng nhì. Cài số ba, nhân lúc ra, chạy quen này thui thương tới già. Dục dò dòi không chạy nữa đâu. Không chạy đâu là sẽ đứt đầu. Thôi, tôi chạy hết nổi rồi. Kiếm chỗ trốn đi. Chỗ đâu mà trốn. Ôi mày quá, nhìn kìa, nhìn kìa. Nhìn cái gì? Nhìn bên lề đường kìa. Hả? Cái gì đó? Đó. Đó, đó là cái gì? Nhìn xa xa, bơ cát cha, cái hầm sâu ở cạnh lề đường. Cái hầm. Dán hết gân chạy đến nơi, chạy vô trong trong cái hầm này. Tới đến nơi thì tôi nhảy trước tiền. Phải cả ba cùng nhảy một lần. Không ai được quyền trốn trước. Nghe tụi đếm rồi nhảy một lượt. Một, hai, ba, nhảy. Cha lọt hết xuống hầm cá cha rồi. Trời ơi, thì khó ngửi quá. Ai hầm nuôi cá cha làm sao thơm được. Ý trời ơi, cái mùi mất dậy nó chạy đua vô lỗ mũi nè. Trời ơi, trời, vô vô cổ họng tôi rồi nè. Coi coi nó tụt xuống bao tử chưa. Chắc là xuống tới nơi rồi đó. Một cái nghe chết cha cái cuốn họng luôn à. Thôi, tôi lại hai cha. Đừng quậy, để cái hầm cá nó sụi mùi hắc ám lên. Tôi hửi chết ngột đây nè. Chết mẹ, quên bịt mũi. Ôi cha, dắt người ta chạy dắt cũng cây té chú nhủi à. Rồi cái bỏ người ta chạy đâu mất à. Chạy về kêu gì ba đưa cái rửa cho tôi chém tôi chặt tôi bữa cái gốc cây rồi làm cho vợ dắp vợ nhủi vợ té nè. Tôi nghiệp vợ quá à. Chém nè chặt nè bữa nè đau cái chân tôi nó tiêu dên luôn cái gốc cây đi. Bây giờ suôn sẻ đường cho vợ đi rồi tôi về vợ tự nhiên dắt nhau về. Dẫu hơi ngốc nhưng mà chúng vợ chồng ấm êm đến chết vẫn thương một lòng thương nhau.